Mà ra bây giờ mình sẽ ướp con heo quay nha mọi người. Con heo quay đâu rồi, không biết đâu rồi. Để chỗ nào rồi Linh? Con heo quay đâu rồi? Biết con heo để đâu không biết đó. Con heo quay để đâu rồi? Chắc trong này quá. Không có. Con heo quay để chỗ nào lên ơi, tủ nào ấy? Con heo quay để chỗ tủ nào? Ok. À đây này, chắc đây mọi người. Ôi là. Mọi người, đây không phải là con heo quay nha. Đây là miếng thịt heo, thịt thôi mọi người. Wow, là quay với treo mọi người, treo đỏ nè. Treo đỏ với treo thường nè. Trộn chung này mọi người. Nó ướp sẵn này mọi người. Ướp xa xíu rồi. Bây giờ quay nha. Okay, bây giờ mình phải đâm cho cái da đó, cho cái da nó thấm khi mình chép, mình ướp vô nó thấm vô không. Thường thường mình ướp theo kiểu Tây thì mình cho đinh hương vô mọi người, đinh hương vô là nó mình nhét vào trong luôn, nó xong mình chép mật ong, mình khứa vậy, nó khứa kiểu caro á, đó xong mình gắn đinh hương vô, chép vào trong xong gắn đinh hương vô đó, mình rút gò nhìn chút xíu nó nở rất là đẹp. Nhưng mà đây mình ướp theo kiểu Việt Nam, kiểu Tàu mọi người. Mọi người thấy cái màu đẹp không? Rồi để đây cho nó ráo nước này nè, nó khô xíu à. Còn nữa không? Cái này chưa ướp hả? Bây giờ chép cao lên mọi người. Nè, cao đỏ à. Đó. Cái này kêu là sườn nướng treo mọi người. Mọi người mới chết treo này mọi người. Đấy nhìn đẹp không? Đó, rất là thơm mùi treo mọi người không? Đó. Chút xíu là mình đợi xíu mình đúc cái lò nướng ra mọi người. Xong rồi gót thêm lớp nữa mọi người.
chèo cho nó mặn mặn, nó béo béo ngon ạ. In, da preparare a mangiare perché lì, qui è il di qui. Ok, a tutti. Thằng đó người Ý mọi người. Wow, chút xíu là đúc lò mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là heo quay đã đúc lò mọi người thấy không? Nhìn ngon không? Vô là lò. Đó. Và cái da nó nổ đây nè, đó mọi người thấy không? Đây là quay xong rồi mọi người. Quay xong rồi này ha, thấy không? Ồ, cái dè gì đẹp không? Ồ. Quá trời đẹp luôn nữa. Mà giòn lắm mọi người. Đây, coi này. Ồ, giòn nó giòn luôn á. Thấy không? Mới quay ra nè, ăn rất là giòn mọi người. Giòn lắm mọi người. Cứng, giòn. Nhưng không biết để lâu nó có mọi người, heo quay sắp được rồi mọi người thấy không? Ngon không? Da nó giòn mọi người. Wow là mọi người thấy không? Ui là là mọi người ơi, thịt heo đã nướng xong mọi người thấy giòn giòn u là ngon không u, wow chất lượng chưa, wow cũng ngắt luôn nè mọi người, u là cũng ngắt luôn, nóng quá, wow thấy chất lượng không, wow mọi người thấy nhìn thấy ngon không u là cái chỗ này nó nổi lên nè. Chỗ này nó chưa nổi lên nè, nhưng mà nó cứng giòn, cứng ngắt quá nè. Chất lượng không? Wow. Wow. Tắt rồi kìa. À, phía sau lưng nó nhìn ngon lắm mọi người. Rồi, nhìn chất lượng không? Đó. Bí kíp để làm nướng quay heo ra giòn là chất bột nổi. Mọi người thấy ngon không? Ô, là... mọi người biết chết cái gì đây mà không mọi người? Đó là bột nổi mọi người, đó bột nổi không? Bí kíp làm đẹp của các ngôi sao thế giới. Cái này chết lên mặt cũng nấu nổi. Wow. Wow, mọi người thấy nhìn nó da nó nổi đẹp không? Wow, là thấy không? Chiếc bột nở lên với nước rồi mọi người thấy không? Nhìn đẹp không? Wow, là... nướng 220 độ C này. Đó, trong một tiếng hồi mọi người. Mọi người ăn bánh mì heo quay không mọi người? Bánh mì heo quay à? Wow. Này là ngon lắm. Wow. Bánh mì heo quay mọi người. Dè giòn lắm mọi người. Dè giòn chút nữa không? Wow. Hả? Vậy.